Chào các bạn. Trào ngược dạ dày thực quản là căn bệnh rất là thường gặp. Mọi người ai cũng đã nghe tới căn bệnh này và phần lớn những người bị trào ngược dạ dày thực quản sẽ gặp một cái bệnh lý ít hay nhiều, đó là cái bệnh lý thoát vị hoành. Tuy nhiên không phải ai cũng biết tới cái căn bệnh này, thậm chí cả những nhân viên y tế và thậm chí cả chính các bác sĩ nội soi. Chính vì vậy mà hôm nay bọn mình sẽ trao đổi với các bạn về căn bệnh này, thoát vị hoành. Xin mời các bạn. Bình thường chúng ta biết rằng khoang lớn nhất trong cơ thể của chúng ta được ngăn cách bởi cơ hoành. Nó phân chia làm phía trên là khoang lồng ngực và phía dưới là khoang ổ bụng. Hệ tiêu hóa của chúng ta thì bắt đầu từ khoang miệng họng, sau đó nó sẽ có thực quản, nó là cái ống tiêu hóa, nó nối từ khoang họng này xuống dưới dạ dày và chui qua cái khe thực quản của cơ hoành, nó xuống kết nối với dạ dày ở trong ổ bụng. Bình thường thì dạ dày và các cái đường tiêu hóa, các cái đường ruột nó sẽ luôn ở phía dưới của cơ hoành. Trong những cái điều kiện bệnh lý thì dạ dày hoặc là cái đường ruột nó có thể chui qua cái lỗ, cái khe thực quản của cơ hoành này để nó lên trên lồng ngực, và khi đó nó tạo ra cái tình trạng bệnh lý gọi là thoát vị hoành. Thoát vị hoành có thể gặp ngay từ trong giai đoạn bào thai, ta gọi là giai đoạn này gọi là thoát vị hoành bẩm sinh. Và trường hợp thứ hai là những cái trường hợp mà thoát vị hoành mắc phải trong cuộc sống sau khi sinh sau này. Hôm nay bọn mình sẽ chủ yếu đề cập tới cái vấn đề mà bệnh lý thoát vị hoành mắc phải này. Về dịch tễ học của bệnh này thì đây là một căn bệnh rất là thường gặp. Các nghiên cứu ở nước ngoài người ta cũng thông báo là tỷ lệ những người trên 50 tuổi bị cái bệnh thoát vị hoành này có thể chiếm tới 55 đến 60% các trường hợp. Về các yếu tố nguy cơ nó gây ra bệnh lý thoát vị hoành, đó là đầu tiên đó là phải kể đến tuổi. Tuổi càng cao thì cái nguy cơ bị cái bệnh thoát vị hoành này càng cao. Khi mà tuổi cao thì cái cơ hoành nó lão hóa, nó sẽ yếu, cái khe thực quản của cơ hoành nó sẽ giãn ra, và đặc biệt là cái mạc treo hoành thực quản nó cũng lỏng lẻo, cho nên là dạ dày nó rất dễ chui qua cái khe thực quản này lên trên lồng ngực, nó gây ra bệnh lý thoát vị hoành. Yếu tố nguy cơ thứ hai đó là các cái trường hợp tăng chỉ số khối của cơ thể. Những trường hợp mà thừa cân béo phì thì cái tình trạng tăng áp lực của ổ bụng thường xuyên nó diễn ra, nó làm cho cái dạ dày cũng như các tạng trong ổ bụng dễ chui qua các cái khe thực quản của cơ hoành lên trên lồng ngực. Yếu tố nguy cơ thứ ba đó là các trường hợp tăng áp lực trong ổ bụng mãn tính kéo dài, như các trường hợp mà phụ nữ có thai, những trường hợp mà bị táo bón trường diễn kéo dài, người ta hay phải dặn thì áp lực trong ổ bụng nó tăng. Và những trường hợp mà ho kéo dài như trong các bệnh lý hen phế quản, các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các cái trường hợp mà dịch tự do trong ổ bụng, trong xơ gan, nó cũng sẽ làm tăng áp lực trong ổ bụng và rất dễ gây ra tình trạng bệnh lý thoát vị hoành. Và yếu tố nguy cơ nữa gây ra tình trạng thoát vị hoành đó là tình trạng hút thuốc lá. Loại 1, thoát vị hoành trượt, là khi tâm vị và một phần của dạ dày nó sẽ chui qua khe thực quản của cơ hoành lên trên lồng ngực. Đây là loại thoát vị hoành hay gặp nhất, chiếm tới 95-99% các trường hợp thoát vị hoành. Loại 2 là thoát vị hoành khe, hay còn gọi là thoát vị hoành cạnh thực quản. Tâm vị vẫn là nguyên ở trong khoang ổ bụng. Một phần của phình vị và bờ cong lớn nó sẽ di chuyển song song với thực quản, chui qua khe thực quản của cơ hoành và nó sẽ di chuyển lên trên lồng ngực. Loại này hiếm gặp hơn. Thoát vị hoành loại 3 là thoát vị hoành hỗn hợp, bao gồm cả thoát vị hoành trượt và thoát vị hoành khe. Loại 4 là dạ dày và các tạng ở trong ổ bụng nó chui qua cơ hoành, không phải qua lỗ khe thực quản của cơ hoành, nó chui qua trực tiếp các cái đoạn yếu của cơ hoành lên trên lồng ngực. Đây là một cái loại thoát vị hoành rất là hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Có một điều rất là đặc biệt về căn bệnh thoát vị hoành này, đó là đa số các trường hợp không hề có triệu chứng trên lâm sàng. Chỉ dưới 10% các trường hợp thoát vị hoành nó có những cái triệu chứng. Chúng ta biết rằng bình thường thì cơ thắt dưới thực quản nó nằm hoàn toàn ở trong khoang ổ bụng, nó có chiều dài khoảng 2,5-4cm, nó luôn luôn được đóng kín. Sự chênh lệch áp lực âm ở trong khoang lồng ngực và áp lực dương trong ổ bụng nó sẽ giúp cho cơ chế chống trào ngược dạ dày thực quản tốt nhất. Khi mà cơ thắt dưới thực quản cùng với tâm vị và dạ dày nó thoát vị, nó chui qua khe thực quản của cơ hoành nó lên trên lồng ngực, vùng này áp lực âm nó sẽ làm cho dịch axit ở dạ dày nó trào ngược lên trên thực quản rất là dễ dàng.
Các triệu chứng điển hình của trào ngược dạ dày thực quản là ợ nóng, rồi thì chứa dịch từ dạ dày lên trên khoang miệng họng, hay là các triệu chứng đau ở vùng thượng vị, rồi thì ợ chua, ợ hơi, hay là các triệu chứng ở ngoài thực quản như là ho kéo dài, như là khó thở, như là vướng mắc ở họng, rồi thì viêm tay giữa mạn tính, rồi viêm xoang mạn tính, thậm chí là bào màng răng. Thì các cái triệu chứng này bọn mình đã nói rất là kỹ trong một clip trước đây, các bạn có thể xem lại tại đây. Ngoài ra chúng ta có thể gặp các cái triệu chứng của cái ứ trệ đường tiêu hóa do cái tình trạng thoát vị hoành, như là đau ở cái vùng sau xương ức và cảm giác như đầy bụng, đau sau khi ăn. Các cái triệu chứng này có thể thay đổi theo nhịp thở của người bệnh. Khi mà cái vùng bao quang lớn hoặc là tâm vị nó bị thoát vị hoành khe và nó bị nghẹt thì nó có thể gây ra các triệu chứng đau bụng dữ dội của thùng thang rỗng. Đa số các trường hợp thoát vị hoành sẽ được phát hiện ngẫu nhiên tình cờ qua phim chụp x-quang ngực thẳng. Trên phim chụp x-quang ngực thì cái khối thoát vị nó sẽ là cái khối mờ nằm ở trung thất và nó trùng với bóng tim, nó có ranh giới với bóng tim. Với những trường hợp mà khối thoát vị lớn thì nó có thể vượt ra ngoài bóng tim. Có thể nó có kèm theo cái mức nước, mức khí ở trong cái khối này. Chụp x-quang dạ dày có uống thuốc cản quang, đây là cái phương pháp mà chỉ định để chẩn đoán được cái thoát vị hoành của các thể. Với những trường hợp mà thoát vị hoành trượt thì chúng ta sẽ thấy những cái khối đọng thuốc nó nằm liên tiếp với thực quản và nó nằm ở trên lồng ngực. Có thể cái khối đọng thuốc này nó sẽ di chuyển theo tư thế. Khi chúng ta nằm thì cái khối thoát vị này nó ở trên lồng ngực. Khi chúng ta đứng dậy thì khối thoát vị này nó sẽ giảm kích thước và nó sẽ có thể chui xuống khoảng ổ bụng. Chụp cắt lớp và chụp cổng hoành từ hiếm khi được chỉ định để chẩn đoán thoát vị hoành. Và đa số là tình cờ chụp các bệnh lý khác phát hiện ra những cái tình trạng cái khối thoát vị nó nằm ở sau ở trung thất và nó liên tục với thực quản. Cộng hưởng từ thì nó sẽ giúp phân biệt rõ hơn với các trường hợp thoát vị, các thể thoát vị, bởi vì nó có thể phát hiện những tổ chức mỡ ở màng nối lớn liên tiếp từ dưới ổ bụng lên trên khoang lồng ngực. Nội soi dạ dày là một phương pháp mà rất là tốt, tối ưu để chúng ta chẩn đoán được, xác định được chính xác có thoát vị hoành trượt hay không có thoát vị hoành. Và đặc biệt là nó sẽ loại trừ được các tổn thương nguy hiểm ác tính. Bình thường, cơ thắt dưới thực quản luôn nằm trong ổ bụng ở dưới cơ hoành. Nó luôn đóng kín để tránh trào ngược, chỉ mở ra cho thức ăn xuống rồi lại đóng chặt lại. Bờ trên của nó tương ứng với vị trí khe thực quản của cơ hoành. Bờ dưới của nó tương ứng với đường Z là ranh giới của biểu mô trụ ở dạ dày và biểu mô vẩy của thực quản. Nó tương ứng với tâm vị. Đây là hình ảnh bình thường soi từ trên xuống. Chúng ta thấy rằng đường Z nó nằm ở phía dưới cái chỗ thắt hẹp nhất của thực quản, nó tương ứng với vị trí khe thực quản của cơ hoành. Đây là hình ảnh nội soi quạt ngực bình thường. Chúng ta thấy rằng là tâm vị hay tương ứng với vùng Z-line nó đóng kín. Đây là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt. Chúng ta thấy rằng đường Z và một phần niêm mạc dạ dày chui qua khe cơ hoành lên trên lồng ngực. Đây là trường hợp mà thoát vị hoành loại 2, loại thoát vị hoành khe. Chúng ta thấy rằng là đường Z tương ứng với tâm vị thì ngang mức cơ hoành, nhưng mà một phần dạ dày nó đã chui qua khe cơ hoành lên trên lồng ngực. Đây là trường hợp mà thoát vị hoành loại 3, loại hỗn hợp. Cả đường Z và một phần niêm mạc dạ dày nó chui qua khe thực quản lên trên lồng ngực. Còn đây là một trường hợp mà chúng ta nhìn thấy bên trái là hình ảnh mức hơi ở trùng với bóng tim, và bên phải là hình ảnh thoát vị hoành loại 3, loại hỗn hợp. Thoát vị hoành trượt là loại hay gặp nhất, nó chiếm từ 95-99% các trường hợp thoát vị hoành. Trên nội soi, chúng ta có thể thấy đường Z bị kéo lên trên cao qua khe thực quản của cơ hoành trên 2 cm. Chúng ta có thể thấy hình ảnh hai vòng hẹp. Vòng hẹp đầu tiên tương ứng với cơ thắt dưới của thực quản hay đường Z. Vòng hẹp thứ hai là tương ứng với khe thực quản của cơ hoành. Vòng hẹp này nó sẽ thay đổi theo nhịp thở của người bệnh. Và khi xoay quạt ngược ở vị trí tâm vị, chúng ta sẽ thấy khe thực quản nó đóng không kín và niêm mạc dạ dày dễ dàng chui lên trên. Đây là một ví dụ rất điển hình về thoát vị hoành trượt. Chúng ta có thể nhìn thấy có hai cái vòng thắt hẹp. Vòng thắt phía trên này là tương ứng với đường Z. Đường thắt hẹp phía dưới này nó tương ứng với lại khe thực quản của cơ hoành. Chúng ta thấy rằng cái khe này nó thay đổi theo nhịp thở của người bệnh rất là rõ ràng. Đây là hình ảnh xoay quạt ngược. Chúng ta thấy tương ứng với vị trí tâm vị là cái khe thực quản của cơ hoành, nó đóng không kín và niêm mạc
dạ dày nó dễ dàng chui vào nó. Đây là một ví dụ khác, ta thấy rằng là đường rét đã bị kéo lên trên cao, cách khe thực quản cơ hoành trên 2 cm. Xoay quanh ngược, chúng ta thấy rằng ở vị trí tâm vị là khe thực quản nó đóng không kín, và chúng ta thấy rằng là niêm mạc dạ dày và đường rét là chui qua cái khe thực quản này lên trên phía trên lồng ngực. Và một lý do nữa là nội soi có thể phát hiện các cái biến chứng của thoát vị hoành trượt do lâu ngày nó viêm thực quản trào ngược kéo dài, nó gây barrett thực quản, gây ung thư thực quản, gây hẹp thực quản. Đây là một trường hợp mà thoát vị hoành trượt. Xoay quanh ngược, chúng ta thấy rằng ở vị trí tâm vị khe thực quản cơ hoành nó đóng không kín, tâm vị và niêm mạc dạ dày nó chui qua khe này lên trên lồng ngực. Khi chúng ta soi từ trên xuống, chúng ta thấy rằng đường rét bị kéo lên trên cao, cách cái khe thực quản của cơ hoành trên 2 cm, và nó có một chợt đỏ. Đây là một cái trường hợp mà viêm thực quản trào ngược độ A theo phân loại của Los Angeles. Quay trở lại ví dụ lúc trước, chúng ta thấy rằng tình trạng thoát vị hoành trượt rất là rõ và có những chất đỏ trên đường rét này, kích thước nó trên 5 mm và nó đã có những cái liên tiếp với nhau. Đây là một cái trường hợp trào ngược dạ dày thực quản mà đã có biến chứng viêm thực quản trào ngược độ C theo phân loại của Los Angeles. Và điều trị thoát vị hoành thì chúng ta biết rằng phần lớn các trường hợp thoát vị hoành không có triệu chứng, chúng ta không phải đi can thiệp điều trị gì cả. Thế còn khoảng dưới 10% có những triệu chứng trên lâm sàng thì chúng ta sẽ điều trị bắt đầu bằng nội khoa. Về điều trị nội khoa thì chúng ta sẽ dùng các thuốc giảm tiết axit, có thể là các thuốc ức chế bơm proton, các thuốc kháng histamine H2, các cái thuốc trợ vận động, hoặc là các thuốc mà làm giảm bớt những cái căng thẳng lo âu của người bệnh. Bên cạnh đó thì việc thay đổi lối sống của người bệnh là điều vô cùng quan trọng, như là chúng ta phải giảm cân, nếu mà thừa cân chúng ta nằm kê cao đầu khoảng 20-30 cm, hoặc là chúng ta kê gối dưới vai. Ngoài ra chúng ta phải tránh các cái yếu tố làm tăng tiết dịch axit, như là tránh những cái đồ chua, đồ cay, rồi tránh những cái cà phê, thuốc lá, tránh rượu bia, tránh những cái ớt gia vị cay. Các bạn có thể tham khảo kỹ hơn các cái phương pháp điều trị trào ngược dạ dày thực quản mà bọn mình đã làm trong clip trước, các bạn có thể xem lại tại đây. Điều trị ngoại khoa đối với thoát vị hoành thì rất là hiếm khi. Nó được chỉ định khi mà điều trị các trường hợp thoát vị hoành loại 2, là loại thoát vị hoành bán thực quản hoặc là cạnh thực quản, hay là với những trường hợp thoát vị hoành loại 3, là loại hỗn hợp cả thoát vị hoành trượt và thoát vị hoành khe, hay là thoát vị hoành bán thực quản. Và một số ít, rất là ít các trường hợp thoát vị hoành loại 4, là dạ dày và các tạng trong ổ bụng nó chui qua cái chỗ yếu của cơ hoành lên trên khoang lồng ngực. Với những trường hợp thoát vị hoành trượt thì điều trị chỉ định phẫu thuật chỉ đặt ra khi mà điều trị nội khoa thất bại, hoặc là với những trường hợp mà người ta đã có những bệnh nhân đã có những cái biến chứng như là barrett thực quản, hay những trường hợp mà hẹp thực quản, hay những trường hợp mà trào ngược dạ dày thực quản là độ 4, hay là những trường hợp ung thư thực quản. Về nội dung của phẫu thuật thì sẽ bao gồm những công việc đầu tiên, đó là chúng ta phải kéo dạ dày và các cái tạng thoát vị xuống dưới khoang ổ bụng. Công việc thứ hai là chúng ta sẽ phải khâu nhỏ cái khe thực quản của cơ hoành lại để nó tránh thoát vị trở lại. Và cùng cái giai đoạn này, chúng ta có thể đặt một miếng gang hay là đặt các mảnh ghép vào cái khe thực quản của cơ hoành này để tránh tình trạng thoát vị hoành tái phát về sau. Và một công việc nữa đó là chúng ta phải phẫu thuật để tránh trào ngược. Công việc này là chúng ta sẽ khâu phình vị vòng quanh qua tâm vị để nó tăng cường cái chức năng của cơ thắt dưới thực quản. Chúng ta có thể áp dụng các cái kỹ thuật phẫu thuật của Nissen hay là của Topet. Ngày nay có nhiều phương pháp hiện đại được áp dụng trong phẫu thuật chống trào ngược, như phương pháp phẫu thuật LINX, sử dụng một vòng tròn gồm nhiều hạt từ tính giúp gia cố cơ thắt dưới của thực quản. Nó luôn đóng kín, chỉ mở ra khi có thức ăn đi qua nó, rồi nó đóng chặt lại, không để dịch axit ở dạ dày trào ngược lên. Còn đây là phương pháp phẫu thuật chống trào ngược ISOFIX. Phương pháp này thực hiện qua nội soi đường miệng và không cần phải một vết cắt hay vết phẫu thuật gì cả. Nó sẽ tạo ra một cái van mới bằng cách
tạo các cái nếp gấp niêm mạc dạ dày vòng quanh cơ thắt dưới thực quản, và nó được gia cố bởi một mảnh ghép chỉnh hình giúp ổn định van này,